Xin chào các bạn, mình là Quỳnh đây và trên tay mình đúng rồi, đây là chiếc Honor 10 và Quỳnh đang có mặt tại cà phê kinh tế để tham dự buổi offline giới thiệu Honor 10. Và nãy giờ thì cứ mải mê trải nghiệm mà bây giờ chương trình đã bắt đầu rồi. Bây giờ thì các bạn hãy cùng với Quỳnh đi vào trong và tham gia buổi offline này nhé. Buổi offline thu hút rất nhiều người dùng tham gia và đại đa số là các bạn trẻ đam mê công nghệ và có sự quan tâm đặc biệt đối với Honor 10. Tại đây, Honor có chuẩn bị khá nhiều máy Honor 10 để người đến tham dự có thể trải nghiệm dùng thử trực tiếp. Chương trình bắt đầu bằng bài phát biểu ngắn của đại diện Honor, sau đó thì các anh bên tinh tế bắt đầu thuyết trình nhiều hơn về Honor 10. Từ thiết kế, cấu hình cho đến camera hay trải nghiệm chơi game trực tiếp tại chỗ, các bạn tham gia offline rất nhiệt tình, các bạn đặt rất nhiều câu hỏi mà câu hỏi nào cũng hay cả. Chứng tỏ một điều là các bạn đã quan tâm và tìm hiểu về Honor rất nhiều, cũng như ở đây đều là những anh em đam mê và có nhiều kiến thức về công nghệ. Bản thân mình sau khi tham gia cũng được học hỏi rất nhiều thứ. Đặc biệt trong bữa offline này còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng, mình và Phúc cũng có tham gia và kết quả là mình và Phúc không trúng. Sau khi bốc thăm trúng thưởng thì chương trình cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau phỏng vấn một vài bạn trẻ xem thử những bạn ấy có ý kiến như thế nào về Honor 10 nhé. Vậy thì trước khi mà đến với cái buổi offline ngày hôm nay á, thì bạn đã biết gì về chiếc điện thoại Honor 10 rồi? Mình thấy giới thiệu với lại một số kênh review thì mình thấy là người ta giới thiệu là Honor là một chiếc điện thoại với có thiết kế đẹp, hiệu năng tốt. Mình thích nhất là con chip Kirin 970, nó xử lý mọi tác vụ về game nặng thì mình rất là ấn tượng. Cái thứ hai là mình thích về camera AI của chiếc máy, cho ra những hình ảnh đẹp và xử lý hình ảnh rất là tốt. Vậy thì bạn đánh giá cái chiếc điện thoại Honor 10 này á, là nó có những cái điểm nổi bật nào để mà nó cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc? Theo mình thì mình nghĩ là xét về đầu tiên là xét về con chip, thì đây con chip 2 silicon 970 là con chip rất mạnh, được tích hợp xuống một sản phẩm tầm trung. Thứ hai là khả năng AI được tích hợp trong con chip này được thể hiện ở camera, nó có thể nhận diện được rất nhiều cái lớp của ảnh và nó có khả năng là giả lập được rất là nhiều cái chi tiết khác nữa. Nói về cái tính năng nổi trội thì chắc chắn là phải nhắc đến cái tính năng mà được cái Honor 10 mà giới thiệu nhiều nhất trong các cái buổi offline á. Thì nói tính là cái AI camera thì mình chụp hình thì cái AI camera này nó nhận diện được tương đối chính xác được những cái khung cảnh mà mình yêu cầu. Cái mình thích nhất cuối cùng là cái mặt lưng của nó đổi màu rất là đẹp. Vậy thì theo bạn thì cái mức giá của Honor 10 như vậy thì nó có hợp lý với những cái tính năng mà Honor mang lại cho người dùng hay không? Mình thấy là cái giá rất là tốt rồi, tại vì nó ngoài quà tặng ra thì với cái chất lượng như vậy thì mình thấy là xứng đáng với flagship rồi, nhưng mà nó giá nó chỉ cần cao gấp thôi. Và cái mức giá bán này thì nếu như mà luôn cái bộ quà tặng này thì mình thấy cũng ok lắm. Mức giá bán là hợp lý, tính thêm cả quà reorder nữa thì giá rất là tốt, trong tầm luôn. Và sau khi mà tham dự buổi offline cũng như là phỏng vấn ý kiến của một số những bạn trẻ đến đây trải nghiệm thì mình nhận thấy một điều là đại đa số các bạn đều rất là hứng thú cũng như là hài lòng về cái mức giá cũng như là những cái tính năng mà Honor mang đến cho người dùng. Riêng bản thân mình thì mình cũng vậy, mình cảm thấy chiếc điện thoại này rất là ưng ý về cả thiết kế lẫn cái cấu hình ở trong cái mức giá mà nó mang lại, còn thêm những cái bộ quà tặng hấp dẫn nữa chứ. Còn các bạn khán giả của Tết Bắc thì sao, các bạn cảm thấy chiếc điện thoại này như thế nào, hãy để lại comment phía bên dưới chúng mình cùng thảo luận nhiều hơn về nó nhé. Còn bây giờ thì Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tết Bắc. Bye.